Em xin chào tất cả các bác yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Trong video ngày hôm nay, em xin chia sẻ một cái nội dung rất là hay và quan trọng. Đó là các cái bước chuẩn bị trước khi mà chúng ta làm mầm gốc cho cây. Mùa này thì chúng ta thấy rằng là cây đã thắt ngọn khá là sâu rồi, đã đủ thời gian nghỉ. Cây đã rụng lá, chỉ còn trơ trọi như thế này các bác này. Đấy, một cái vườn em đã quay những cái thời điểm nó xanh mà bây giờ chỉ còn lại những cái thân trơ trụi. Nhìn không được bắt mắt lắm, nhưng mà nó lại chuẩn bị cho một cái mùa 2022. Đến thời điểm này thì chỉ còn 10 ngày nữa là đến Tết thôi các bác ạ. Thì em chúc tất cả các bác thật nhiều niềm vui, sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong năm 2022 này. Em nhận thấy một điều, trong đa phần anh em chúng ta thì chơi lan thì những bác tập trung và những bác xem video là những bác mới chơi. Dẫn đến rằng là nếu như mà không có những cái bước mà chuẩn bị tốt thì gặp một cái tình trạng là phải thay đổi và rút kinh nghiệm cho cái mùa giải, có nghĩa là cái mùa năm sau. Vậy sẽ làm rất mất thời gian các bác nhé. Cho nên trước khi chúng ta thực hiện làm mầm trong năm nay thì cái khâu chuẩn bị những cái bước nào để chúng ta không phải lặp lại những cái lỗi sai của những anh em chơi lan trước đó. Vì mỗi lần mà chúng ta thực hiện thay đổi thì cây lan nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều luôn. Thì mời các bác xem tất cả những cái nội dung, các cái bước để chúng ta chuẩn bị thật tốt cho năm nay các bác ạ. Nội dung đầu tiên em muốn chia sẻ một cái chậu ki đang gặp một cái sự cố, do là chúng ta chưa có cái sự chuẩn bị cho cái những cái mầm gốc nó lên được một cách tốt nhất, dẫn đến nó gặp sự cố đấy các bác. Thì chúng ta quan sát đây là một chậu di linh xuân các bác nhé. Thông thường di linh xuân sẽ nở hoa, cho hoa vào mùa xuân, có nghĩa sớm hơn những cái dòng phi điệp khác. Chính vì vậy cho nên cái việc mà ra ki và mầm gốc nó sẽ cũng sẽ sớm hơn. Và đối với em thì em chưa có cái sự chuẩn bị, bởi vì mình làm hàng loạt. Và đây chỉ là một cái giống, một cái dòng thôi, dẫn đến có ngay cái sự cố luôn các bác ạ. Chúng ta thấy nó lên mầm gốc trước đấy các bác. Đây, cái vị trí mầm gốc này các bác, nhưng mà bị sên ăn mất rồi. Bị sên ăn. Và kể cả như ra ki thì ki cũng bị sên hoặc là côn trùng ăn luôn, bị cụt luôn cái đầu này luôn rồi. Đó. Và bây giờ nó đang ra bổ sung tiếp những cái mắt còn lại. Đây là một cái chậu lan đang gặp cái sự cố như vậy. Nếu như mà chúng ta không có cái sự chuẩn bị thì nó cũng sẽ như vậy thôi. Đó. Chúng ta quan sát kỹ, đã bị ăn. Và em đã bổ sung một cái bã sên để đánh tiêu diệt cái con sên đi. Sên là một cái động vật mà nó đến cái mùa xuân nó phát triển rất là mạnh luôn. Và cũng là cái mùa mà mầm gốc lên rất là nhiều và ảnh hưởng trực tiếp rất là lớn đến cái chậu lan của chúng ta. Bởi vì một năm thường ở đầu năm nó mới lên mầm gốc, và cái mầm gốc của đầu năm rất là quan trọng luôn. Nó sẽ chạy từ đầu năm đến cuối năm luôn. Đây là chậu di linh xuân các bác nhé. Còn đối với những cái cây phi điệp, thông thường thì nó sẽ cho hoa hè. Cho nên là cái việc lên mầm tự nhiên nó sẽ rơi vào tầm tháng 1, tháng 2 gì đó. Nó tùy vào khí hậu khu vực ở mỗi nơi thôi. Nhưng mà nếu như mà khí hậu mà ấm lên thì mầm gốc sẽ ra. Đó. Thì đấy là cái điều cơ bản, một cái quy trình của cây. Vậy để không xảy ra những cái sự cố như vậy thì chúng ta cần phải chuẩn bị gì? Thì đó là bước 1. Đó là cái phần giá thể. Giá thể rất nhiều anh em do là chúng ta chưa có những cái trải nghiệm theo những cái năm tháng, cho nên chưa thấy được cái mức độ ảnh hưởng xuất phát từ cái nguyên nhân giá thể các bác ạ. Giá thể nếu như chúng ta không làm sạch, không xử lý khuẩn, nấm thì trong cái năm đấy chúng ta sẽ thấy rằng cái cây lan nó sẽ không phát triển một cách bình thường được. Bộ rễ rất là kém phát triển và nó sẽ bị nấm mốc ảnh hưởng rất nhiều, và chúng ta phải thay đổi cái phần giá thể, như vậy là cây sẽ bị chững lại ở cái thời điểm đó. Cho nên bước đầu tiên chúng ta phải chuẩn bị giá thể ngay từ bây giờ luôn.
chúng ta cần phải có thể là mua về và thực hiện là ngâm vào những cái phi, những cái bát. Đó. Cứ ngâm một số lượng lớn, ngâm vôi đấy các bác. Đó, rồi chúng ta thực hiện là để như vậy có thể là 3 tuần, 4 tuần, 1 tháng, 2 tháng, kể cả 3 tháng ngâm không sao cả. Khi nào chúng ta cần, chúng ta sử dụng thì chúng ta lấy cái giá thể này rửa thật sạch và thực hiện là trồng cây. Đối với những cái chậu lan mà chúng ta cần tách hoặc chúng ta làm kỳ và trồng thì đều cần đến cái phần giá thể cả. Cho nên gần như chơi lan là lúc nào cũng phải chuẩn bị cái phần giá thể, chứ không phải là đến cái lúc mà chúng ta trồng, chúng ta sử dụng thì chúng ta mới chuẩn bị phần giá thể. Như vậy là sẽ làm cho cái quá trình của chúng ta nó sẽ bị chững chậm lại, và chúng ta có thể phải đốt cháy giai đoạn, như vậy là sẽ không đảm bảo được các bác ạ. Cho nên cái phần giá thể thì em khuyên các bác có thể là mua cái loại size vỏ thông 1-2 hoặc là 3-4, và cũng có thể là loại vỏ thông vụn, và chúng ta thực hiện chúng ta ngâm vôi. Vôi càng nhiều càng tốt thôi, nó không ảnh hưởng gì đến cái phần giá thể của chúng ta đâu. Nhưng lưu ý một điều, trước khi mà sử dụng thì chúng ta phải rửa thật sạch, ngâm nước cho cái vỏ thông đến nó no, để chúng ta thực hiện lấy và trồng các bác nhé. Nội dung thứ hai đó là làm vệ sinh cho những cái chậu lan, đặc biệt là những cái chậu lan đã trưởng thành các bác nhé. Chúng ta quan sát thì đây là những cái chậu lan mà trong xuyên suốt một năm các cái ngọn của nó đã phát triển và bây giờ đã thắt ngọn, rụng sạch lá, đang trong cái giai đoạn mùa nghỉ. Và trong suốt một năm trời thì chúng ta quan sát được cái phần gốc, rễ, giá thể đó. Để từ đấy chúng ta có những cái phương án làm vệ sinh cho chậu lan. Đối với những cái chậu lan mà phần giá thể không đảm bảo, độ mùn nhiều và có cái độ nấm mốc thì chúng ta cần phải thay giá thể ở thời điểm này, và xối nước để làm sạch những cái mùn, những cái chất cặn phân bón mà chúng ta đã sử dụng trong cái năm vừa rồi. Đó, thì làm vệ sinh sạch sẽ, chúng ta có thể là đưa cái chậu lan vào một cái xô hoặc một cái chậu nước. Đó, thì chúng ta có thể ngâm, rồi chúng ta có thể xịt nước để cho cái phần giá thể vụn cặn nó rơi ra, để lại cái độ thông thoáng cho chậu lan, vì hệ thống rễ của những cái mầm nó tới nó lên, nó sẽ còn cái chỗ để nó thực hiện, nó bu bám và phát triển nữa. Thì qua cái chậu lan này thì chúng ta thấy do nó nhiều thân cho nên là cái chậu lan nó không đủ về cái mặt diện tích cho cái rễ nó phát triển, dẫn đến nó đi cả lên phía trên này các bác này. Đó. Và lá rụng thì nó cũng nằm ở trên đây luôn. Như vậy mầm gốc sẽ không thể lên được, bởi vì nó không có cái không gian để thực hiện lên đâu các bác. Đó. Đây em quay thực tế và chưa làm vệ sinh để cho bác cùng xem nhé. Thì đối với những chậu lan này thì chúng ta cần phải lấy hết phần lá khô rơi rụng đi và cắt tỉa những cái phần rễ này đi. À, chúng ta sẽ có những cái câu hỏi thắc mắc là vì sao mà rễ nó lại lên này mà nó không xuống đây. À, thực ra ở dưới này thì rễ quá nhiều rồi, nó chen chúc rồi. Đó, phần giá thể đạt yêu cầu, không có vấn đề gì. Đấy, rất nhiều rễ luôn. Và đối với cái phần rễ thì gần như là một năm nó thay rễ một lần. Có nghĩa là cái phần rễ này nó sẽ không còn cái tác dụng gì nhiều lắm đâu các bác. Nó chỉ đóng cái vai trò ổn định thôi, chứ còn về lấy dưỡng chất thì nó cũng không còn nhiều đâu. Bởi vì khi mà cây lan nó đã sinh trưởng trong một năm trời đấy, thì cái phần dưỡng chất nó sẽ nằm hết trong thân. Và kể cả chúng ta có lấy sạch rễ, bung lên và cắt tỉa gọn để trồng lại thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến cái thân lan đó. Đấy. Mà cái mắt của mầm gốc nó được lòi ra và nó thực hiện nó lên, lấy dưỡng chất từ cái thân này. Và từ đấy thì nó phát triển và nó cho một hệ thống rễ mới. Cho nên cái mầm của năm nay nó sẽ nuôi ngược lại cái thân của năm trước đó. Đấy là nguyên tắc của cái cây lan, chứ không phải rằng là cái hệ thống rễ lúc nào nó cũng xanh mượt đâu các bác nhé. Nếu như còn độ 2 tháng trước thì những cái đầu rễ này rất là to và mập. Những cái đầu rễ thì nó sẽ trắng xanh, nó lấy dưỡng chất rất là nhiều luôn. Nhưng mà bây giờ thì nó như thế này rồi. Đó. Thì chúng ta cần phải mạnh tay cắt tỉa sạch cái phần rễ này đi. Phần rễ này cắt tỉa sạch để lộ cái những cái mắt của mầm gốc
nếu như mà quá nhiều thân, hoặc đối với những cái chậu mà chúng ta cần phát triển thì có thể là tách để đưa ra những cái chậu khác cho cái cây lan nó có độ thoáng, mật độ phát triển vừa phải các bác ạ. Đấy, cho nên là bước thứ hai đó là chúng ta cắt tỉa toàn bộ những phần rễ, có thể làm lại phần giá thể, làm vệ sinh lại chậu lan để cho nó được chỉnh chu, nó đâu vào đấy. Và quan trọng là phải để lộ ra được những cái mắt của mầm gốc, tại đấy chính là những cái mầm của năm nay nó lên các bác nhé. Đối với những cái chậu lan nó như thế này, chúng ta thấy thì cái phần mắt nó cũng rất là thoáng, nó không có mức độ ảnh hưởng cao. Đây, nó không có mức độ ảnh hưởng cao thì chúng ta có thể chỉ cần làm vệ sinh qua thôi. Còn đối với những cái chậu lan mà nó chen chúc mầm như thế này thì có thể là phải khui lên, tách và đưa sang những cái chậu lan mới, đồng thời làm sạch cái phần giá thể, rồi là làm lại cái hệ thống rễ nó mọc không phù hợp và chen lấp lên những cái phần mắt các bác nhé. Đấy, cho nên bước thứ hai sẽ là làm vệ sinh cho những cái chậu lan mà tạm gọi là trưởng thành, để từ đấy mầm gốc nó lên một cách thoải mái, không bị ảnh hưởng bởi vì những cái rễ, những cái giá thể mà vùi lấp cái phần mầm gốc đấy. Rồi em xin sang bước thứ ba. Bước thứ ba chính là cái phần mà chúng ta thực hiện đánh bã đối với những cái chậu lan mà có thể là nó sẽ xuất hiện những cái con sên các bác ạ, hoặc là côn trùng. Đấy, chúng ta có thể là gì ạ, sử dụng một số những cái chất để mang cái tính chất là tiêu diệt côn trùng. Trên thị trường thì có rất là nhiều, chúng ta có thể là thực hiện là ngâm cả cái chậu này để nó ngoi lên những cái con côn trùng ở trong phần giá thể. Sau khi thực hiện là ngâm để tiêu diệt những cái con côn trùng nó ẩn nấp trong cái phần giá thể này thì chúng ta có thể là rãi bã sên. Đây là một cái côn trùng mà nó làm ảnh hưởng đến cái mầm gốc rất là nhiều, nó cắn và nó làm hư hại luôn cái mầm gốc từ đầu mùa luôn. Và nó có thể là phải bổ sung, cây nó sẽ bổ sung mầm gốc nhưng nó sẽ bị chậm cái tiến độ đi. Thì chúng ta thực hiện là rãi, sau khi chúng ta ngâm để tiêu diệt những cái con côn trùng rồi thì nội dung này thì các bác nào mà chưa nắm được thì có thể vào kênh của em để xem cái video em chia sẻ về cái nội dung này trước đó. Và sau khi xử lý xong thì chúng ta rãi bã sên lên để tiêu diệt những cái con sên, từ đấy mầm gốc nó lên thì nó sẽ không bị cái con sên nó ăn nữa các bác ạ. Đối với phân và thuốc thì em không có thực hiện bán, cho nên là em cũng có một cái lưu ý cho các bác. Trong cái video này thì em không có đề cập bởi vì nó không nằm trong cái phần nghiệp vụ của phần này, chỉ là nhắc đến là chúng ta cùng nắm được các cái bước thôi. Thì nếu chúng ta quan tâm và cần biết các loại thuốc tên gì và mua ở đâu thì rất là đơn giản, các bác lên Google gõ, ví dụ như là muốn tiêu diệt ốc sên thì chúng ta có thể gõ là thuốc trị ốc sên cho lan đó, thì nó sẽ ra rất là nhiều và chúng ta có thể là mua sản phẩm để sử dụng. Ví dụ như là đối với nó có hai dạng, một dạng là phun, đó là dạng nước các bác, một dạng là hạt rải ở phía trên bề mặt màu xanh xanh đấy các bác đó. Thì ví dụ như là dạng nước thì chúng ta có thể sử dụng một cái sản phẩm như là ốc bưu vàng đó. Đấy, chúng ta thực hiện pha và phun toàn bộ bề mặt, còn không thì chúng ta thực hiện rãi. Nếu mà nhiều ít chậu thì thực hiện là rải bã là phù hợp, còn nhiều thì chúng ta có thể là phun các bác nhé. Thì như vậy là cái việc mà chúng ta sử dụng gì thì đó là cái sự trải nghiệm, bởi vì em nói ra lại mang tính chất quảng cáo và mình không có bán phân thuốc gì cả, cho nên là nhiều khi cũng rất là mang tiếng các bác ạ. Bước tiếp theo nó là một cái phần mà chúng ta rất là nhạy cảm, đó là rất nhiều bác hay hỏi là bây giờ làm mầm gốc thì có được hay không, hoặc là khi nào thực hiện làm. Thì những cái câu hỏi rất là nhạy cảm bởi vì nó theo về cái khu vực, vùng miền, khí hậu ở chỗ các bác như thế nào. Thông thường thì em thấy rằng là mùa xuân là làm mầm là tốt nhất, có nghĩa là sau khi lập xuân và sau Tết đấy các bác, sau Tết. Và chúng ta cũng phải quan sát nữa, đó là khi mà cái nhiệt độ nó ấm lên và nó phải ổn định các bác nhé.
Ví dụ như Tây Nguyên của em đây thì ban ngày nó có thể là 18 20 độ C nhưng mà tối chỉ có 13 14 độ C thôi, có nghĩa là mức chênh lệch rất là cao. Và khi mà mầm gốc chúng ta kích nó lên mà gặp phải khí hậu nó chưa ổn định, có nghĩa là lạnh, thì cái mầm đấy nó sẽ bị chững lại tạo bi. Đấy, cho nên là chúng ta không cần phải là vội vàng trong cái việc làm mầm, mà khi nào mà chúng ta thấy, quan sát thấy cái khí hậu nó đảm bảo. Đấy, các bác quan sát thấy đang có nắng này. Mặc dù là đang có nắng nhẹ nhưng mà đứng trong vườn cũng khá là lạnh đấy các bác. Thì cũng chưa có cái sự kích mầm ở trong cái ngày hôm nay hoặc là một vài tuần tới, mà em sẽ chờ cho khi nào mà khí hậu nó ấm lên thì em sẽ thực hiện em làm. Và ấm và đi với ổn định các bác nhé. Phải lưu ý một điều, ấm và ổn định thì chúng ta thực hiện làm. Thì chỉ cần trong vòng tháng 1, tháng 2 mà chúng ta làm thôi thì nó chạy từ đầu năm cho đến cuối năm cũng là tốt rồi. Còn nếu như không may mà chúng ta làm bây giờ một cách vội vàng mà nó bị chững thì nó tạo bi và lại phải chờ đến tháng 4, tháng 5 những cái mầm gốc tiếp theo nó mới lên. Như vậy chúng ta làm trước mà lại thành muộn các bác ạ. Cho nên chú ý quan sát về khí hậu trước khi làm mầm. Thông qua video này em cũng chia sẻ về cái cách làm mầm gốc để cho các bác cùng thực hiện nắm được nhé. Để chúng ta có một cái sự chuẩn bị và nó logic. Đối với những cái video mà làm ki hoặc là mầm gốc thì thường là em bóc tách thành một cái video riêng. Và nếu bác nào muốn chi tiết cụ thể dài đủ cái phần phân tích thì chúng ta có thể vào kênh để thực hiện lựa chọn cái video kích mầm hoặc là kích ki để chúng ta xem. Còn trong video này thì em xin chia sẻ và tận dụng những cái gì mà chúng ta có hiện tại để thực hiện làm. Đối với việc kích mầm thì nó khá là đơn giản. Chúng ta có thể sử dụng hai cái phương pháp. Phương pháp thứ nhất là ủ bông. Chúng ta có thể xem video cụ thể về phần ủ bông tẩm thuốc các bác nhé. Phương pháp thứ hai đó là chúng ta thực hiện phun. Chúng ta phun thì nó sẽ nhanh hơn. Ví dụ như là chúng ta có nhiều cây thì chúng ta thực hiện phun thì nó sẽ nhanh hơn. Còn đối với ít cây thì chúng ta thực hiện bôi thuốc hoặc là tẩm thuốc vào bông để chúng ta ủ mầm thì đều được. Thì mỗi cái phương pháp thì đều có những cái ưu nhược riêng và chúng ta phải nắm được để sử dụng cho nó hợp lý. Thì đối với ủ bông thì em sẽ sử dụng là 50% thuốc và 50% nước, có nghĩa là tỷ lệ 50-50, và mình pha và mình quấy đều. Từ đó chúng ta nhúng cái bông vào và chúng ta lấy một cái phần bông để ủ lên cái phần mắt ở mầm gốc. Chúng ta có thể ủ 5 ngày hoặc 7 ngày. Trong quá trình ủ chúng ta thực hiện tưới cho cây một cách bình thường. Thì như vậy thì cái phần thuốc nó sẽ thẩm thấu và nó đảm bảo được, bởi vì gì ạ? Nó giống như một cái áo đó các bác. Nó được đắp lên cái mắt thì dù khí hậu nó có thể là nó thay đổi nhưng mà nó vẫn được bảo vệ. Thì cái việc mà chúng ta làm mầm gốc bằng cái phương pháp này sẽ rất là tốt các bác nhé. Thì video năm ngoái năm kia em đều đã chia sẻ rồi. Còn phương pháp thứ hai, đối với trường hợp mà chúng ta có nhiều cây thì không thể nào mà lúi húi để ủ được tất cả, thì chúng ta sẽ phun. Thì phun thì chúng ta, đây em có cái chai này, các bác quan sát thấy cái này thì bây giờ thì gần như nhà nào cũng có, đó là cái cồn để kháng rửa khuẩn xịt tay đấy các bác. Đấy, thì em sử dụng cái này bởi vì em thấy rằng là nó có cái vòi này khá là ok các bác này, vòi phun này. Đấy, khá là ok. Và cái chai này của em thì đang còn cho nên em sẽ lấy một cái chai mà tương đồng với phần nắp. Đây chai này, chỉ là cái chai nhựa thôi. Đó, thì mình sẽ pha thuốc với cái tỷ lệ như thế nào. Đó là 10ml, cái lọ này là 10ml và đây là kích ki của Nhật. Các bác nào có thì dùng, còn không thì chúng ta có thể dùng duy xanh hoặc là những cái dòng kích ki khác cũng được. Đó, chúng ta pha theo cái tỷ lệ như đây thì nó sẽ là tỷ lệ là 1ml, 10ml trên 1 lít nước để làm mầm thì nó hiệu quả. Đấy, như chai này sẽ là 1 lít. Chúng ta khuấy đều và sau đó thực hiện là phun vào cái phần gốc. Và có thể phun 2 lần cách nhau tầm 5 ngày. Như vậy là rất là ok luôn các bác ạ. Em xin demo để cho bác cùng nắm nhé. Đấy, đây cái phần vòi xịt em lắp vào cái ống này. Đó, vào cái bình này. Và mình bỏ thuốc, em thì em chưa có kích đâu cho nên em chỉ demo để cho bác cùng hình dung thôi. Và ví dụ như đây là một cái chậu lan. Đấy, cũng chưa cắt tỉa rễ.
thì em sẽ sử dụng cái này em thực hiện xịt. Đây các bác thấy cái lượng nước của nó rất là đều đúng không ạ? Đấy. Không cần phải mua bình xịt hay là cái gì kỳ công. Bản chất là chúng ta phun cho cái phần đấy nó ướt thôi đúng không ạ? Thì chúng ta sử dụng này. À, xịt cũng khá là ok. À, tận dụng những cái gì có thể để chúng ta thực hiện làm các bác nhé. Như vậy trong video này em đã chia sẻ cho các bác những cái bước để chúng ta thực hiện lưu ý trước khi thực hiện làm mầm gốc, làm vệ sinh cho chậu lan. Thì từ đấy chúng ta mới có được những cái chậu lan nó phát triển một cách tốt nhất có thể, mang lại cái hiệu quả và cái thú chơi cho anh em. Em xin kết thúc video ở đây. Em chúc tất cả các bác thật nhiều niềm vui và sức khỏe, chuẩn bị chào đón một năm mới 2022 thật nhiều thành công. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau.